Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft on the mod 9. Và ngày hôm nay chúng ta lại có một bản cập nhật nữa. Cập nhật lên để chúng ta có thêm nhiệm vụ mới thôi chứ gì hết. Đầu kiểm tra coi. Đó là tiếng nhiệm vụ của Thermal. Cập nhật hơi lâu ha. Beginning. Rồi bấm thôi. Nhận thưởng. Bum bum. Enderium. Kill the Wither Boss. Ồ, mình chưa hạ gục Wither Boss không tính. Kill the Warden không tính. Wither Boss rồi luôn á, nhưng mà Wither Boss nhanh quá. Gì đây? Brick Wall. Đâu ra vậy? Đâu ra vậy? Cái này hả? Ấn đại đi. Bỏ vô luôn. Có efficiency 7 nè. Auto smell. Thôi bây giờ cái đó. Có chồng. Hello. Khách cường quá. Rồi. Efficiency. Agility. Force aspect. Cái lại auto smell. Cái điều này có gì đâu mà tạm. Cái rìu này còn giỡn nữa. Cái kiếm này tính ra mạnh ngang ngửa cái rìu luôn rồi. Vừa có quyết nạt, vừa có này kia luôn. Sướng. Ồ. À, cái kiếm này không có làm chậm hết ta. Mình nhớ cái kiếm của mình có làm chậm nữa. Slow nạt. À đúng rồi, có. Nó có cold damage làm chậm. Còn cái này chủ yếu là tách ra xong thì dục thôi chứ không gì hết. Play God for Pearl. Kenshin im bạc, cái tên nói lên tất cả. Cái grindstone không có hả ta? Đây đồ xịn đây. Efficiency mending sau bao. Kỳ vậy.
Longevity. Auto smell kết hợp với pho trần. Sai lầm. Cực kỳ sai lầm. Bởi vì cái tốt nhất là nên cầm raw hoặc chứ không bao giờ nên smell thẳng raw hoặc. Cái đó là cực kỳ sai lầm. Efficiency maintenance sâu bao tắt luôn. Không gắn được mending, chỉ gắn được unbreaking thôi. Automail là cực kỳ sai lầm. Đừng bao giờ làm điều đó. Nếu mà muốn tối ưu hóa là phải kiếm fortune cấp độ cao nhất có thể mà bạn có thể tìm được. Ở đây nó chỉ để fortune 3 thôi, nhưng mà apotheosis of fortune nó còn lên nữa ha. Và kết hợp là giống như một vài bạn nói thì fortune có thể lên được 15, 16. Rồi bạn sử dụng thêm cái scarf. Cái scarf này cộng thêm một cấp độ fortune của nó lên là nhiều khi lên 17 luôn. Đó, 17 fortune thì nó ra thế nào nữa là không cần phải nói ha. Fortune mà cấp độ 17 là nó ghê hơn cái fortune bình thường mà đem smell rất là nhiều. Rồi sao nữa? Rồi được raw đúng không? Ví dụ chúng ta có raw on the modium đi. Lấy cái cục này tặng cho Crusher Merit. Là con này nè. Summon Merit Crusher. 1 x 6. Chỉ cần một cái raw này nhân 6. Là biết nó khủng khiếp đến mức độ nào rồi. Còn nấu ra pho chành. Ví dụ như pho chành ra được 30 cục đi. Nấu lên được 30 cục. Nhưng mà nếu mà chúng ta đem cái crusher ra là 30 nhân 6 là con số nó khác liền. Auto smell không hề tốt chút nào. Hay là đừng sai lầm ha. Nếu mà muốn tối đa hóa được lượng khoáng sản. À, chơi là phải chơi cho tới luôn, không chơi thì thôi. Chơi tới bến luôn.
1 tỷ RF kinh khủng. Unobtainium. Rồi bây giờ đi kiếm Pitlich. Lại con này. Con này ở đâu ra? Pitlich Hurt. Con Any Biome. Đi kiếm nó để chuẩn bị là vừa. Con này bên The Order. Rồi xong luôn. Con này không biết có lấy mẫu được không nha. Còn không là phải bấm cái model. Đây là phải có bộ đồ xịn xịn chút. Không có bay được. Thì bây giờ đi kiếm cái Elytra đi. Xong rồi làm cái Elytra xịn chút. Unbreakable. Elytra xài điện nè. Đó, đi kiếm Elytra đi. Đi. Cái gì ta? NCT. Một ngàn lóc. Ấy hả? Đây là một cái NCT. Nhưng mà nó không phải là cái mà mình cần. Tại vì cái này mình tới rồi. Vậy là sai rồi. Đi kiếm cái khác. Làm xóa cái này đây. Crystal Manager. Phép quạt Noval muốn làm sliding thì chắc chắn cũng vẫn sẽ cần phải có Elytra thì mới làm được. Không có glider. Cái này dởm lắm. Hết thể lực là rớt. Không chơi. Cái tàu gì đẹp quá kìa. Phát hiện một con tàu. Có spawner. Còn cưỡi Phantom nữa. Cái bài luôn.
Các con tàu mang về là phải xử lý hết spawner, nếu không nó xuất hiện tùm lum tùm la hết. Đào mấy đứa, đào mấy đứa. Rồi ok luôn. Du khách chơi cho nó despawn bớt. Yên tâm. Xong. Tàu bạn đứt xét ta. Ý, có cái gì trống kìa. Chuẩn bị cây swap đi là vừa. Ok luôn. Đừng vô đâu. Ôi chửi heo luôn. Wither Skeleton. Hắc Linh. Wither Skeleton. Không cần. Thấy tôi không đánh đừng tưởng tôi hiền. Được má thịt heo. Hot skin. Netherite hả? Tạm thời để đây một cái. Netherite về xử. Và cũng không có gì đặc biệt. Gì vậy ta? Sao mà nó spawn tùm lum hết trơn à? Nó còn cái spawner trên đây nữa chứ. Netherite wood. Ok. Tới luôn, tới luôn. Ốm vậy. Anh ấy bị lắc à. Thank you.
giờ lắc hay là cái gì này nọ là gần như là không tránh khỏi ha. Tại sao? Bởi vì á, bản thân thế giới này nó quá nặng rồi. Thế giới này chơi cũng đã quá nặng, nếu các bạn đi khám phá quá nhiều thì chắc chắn là nó sẽ lắc, điều không tránh khỏi. Elytra ở đâu lấy? Poison range. Được luôn á, đi chỗ khác chơi đi. Forest Succulent nè. Muốn làm gì nó làm. Bye bye. Đã giết hết cái này rồi. Rồi và kiểm tra coi, kiếm NCT coi. Bây giờ kiếm cái Elytra khó khăn quá. Đi chỗ khác kiếm. Độ trễ của mấy bản mod này hả? Nói chung là nó do là nhiều thứ quá thì nó lắc nhiều thì nó sẽ bị như vậy thôi. Không có gì đặc biệt ha. Có quá nhiều thứ dư thừa không cần thiết. Con mũi tàu. Cái này mình nghĩ là không có cần phải cho thêm cái gì đó, cho thêm Rectech đâu. Rectech thực tế cũng hả không ai chơi hết, trừ phi hả bắt buộc phải chơi Rectech thì chắc mới có người chơi thôi, chứ ai chơi đâu. Bạn chơi không? Rectech 10.000 năm quá cho nên không ai chơi. Hello. Lại mất cái bản đồ nữa rồi. Bất crash game, load lại thôi chứ sao. Đó là cách nhanh chóng nhất. Còn không là chỉ có một cách thôi. Một cách duy nhất.
Ta lại quay lại đây. Đi một hồi lại quay lại đây. Gì đây? Ensign City. Ensign City. Rồi có scope không? Ensign City. Đây có cái cửa luôn kìa. Wow, cửa này đi đâu? Cửa này đi đâu? Bạn đã sẵn sàng chưa? Ensign City. Nào để mình đặt cái cột trước ha. Có gì chúng ta bay vô để chúng ta biết. Đây là đâu? Đây là đâu? Obsidian. Ô về luôn. Cho mình về đây chứ về đâu? Tưởng đi đâu? Làm tưởng đi đâu? Không vui. Bay thẳng về đây. Rồi bây giờ thích đi kiếm cái gì thì kiếm. Rồi đập này chơi cái coi. Quá chừng đồ. Ai cho? Ông quay về cái đi. Biết tại sao tiếng nghe lạ không? Tiếng nghe lạ cũng không có gì lạ lắm đâu. Tại sao lại có tiếng mèo kêu? Tại vì chúng ta đang đi đôi dép con mèo. Nè, thấy dép con mèo không? Cái gì? Unobtainium template hả? Có nữa hả? Chơi cái string vậy thì Warden đánh mình được mình không ta? Mình thu nhỏ lại rồi Warden đánh được không? Được cái móc. Cái bell. Bell cái đó là được thêm. Cái bell, bell đang đeo cái gì vậy ta? À được cái này rồi. Cái này sẽ được thêm. Có gì nữa? Location view unobtainium. Chỉ vậy thôi. Đi sạc điện này nọ.
Rồi bây giờ thả con này vô chứ. Thả con này vô coi rớt đồ gì đây. Ông ơi, nó vẫn kịp triệu hồi kìa. Cái quần ghê chưa? Windswept Diamond. Cái tim có rồi đúng không? Tim có rồi, chụp đi. Thoải mái, thoải mái. Paraglider. Kiếm không được bức tượng. Cái bức tượng này kiếm không thấy. Hưng luôn, dục luôn. Ủa nhớ còn cái Envo trong đây mà ta. Bỏ đây hết rồi. Mecha Casus upgrade hơi mệt. Pass kiếm được tượng hả? Ok luôn. Sáu ngàn block away. Oh no. Lại nữa. À. Khoan 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 khoan. Trước khi đó hãy coi Underground thì sao. 300 block. Rồi, 300 block cũng được nữa. Underground đi. Sau đó quanh đây thôi. Rồi, ở dưới này, underground ha. Cái vấn đề là in gen mythic á, thì cái nào cũng có thể in gen qua được hết, nhưng mà nó sẽ không có xịn những cái mythic mà có sẵn thôi. Không có xịn là kiểu như nó không có những cái dòng á, ignore durability rồi hay là nhận sát thương cái chúng ta có thêm cái điểm gì này nọ. Đâu, chúng ta coi coi. Coi một thứ. Ồ, dẫn ống qua đây được. Và đập ra không mất. Đập ra đặt xuống XP không mất. Chứ không phải như một món đồ nào đó đập ra đặt xuống XP mất tiêu. Tóc hận. Bây giờ chạy qua đây gắn cái này vô một cái. XP Obelisk. Chuyển qua dù có bao nhiêu qua hết. Dưới này cũng có bao nhiêu qua hết. 198 cấp. Lãng phí cũng hơi lâu rồi đó. Vấn đề là đâu phải chỉ đồ on the mod không.
Nó không phải là mình chỉ nói ví dụ là nó ignore thôi. Có những món khác, ví dụ như khi bạn bị tấn công, nó sẽ cho regeneration. Hoặc khi bạn bị tấn công, nó cho thêm resistance chẳng hạn. Bây giờ đồ này cần phải sửa nè. Crystal gì nữa à, vậy là không có coi những tập trước rồi. Đó nói là đừng trông mong những cái crystal nhảm nhí đó nữa. Crystal đặt xuống là bao mất luôn. Mất hết XP luôn. Đồ nhảm nhí. Đây là đồ nhảm nhí. Rồi tốt tốt enchanting đó. Nè giờ bỏ vô nè. Không biết có fit chưa nha. Mấy tập trước á đập ra. Đặt xuống. Trắng tay. Trắng tay. Nè coi lại lần nữa này nha. Chiu chiu. Hai cấp luôn. Bỏ vô. Rồi đập bằng siêu thách luôn. Đập ra. Lụm lên. Bỏ xuống. Trắng tay. Dẹp đi. Đồ giỡn. Không bằng một góc của Ender IO nữa. À, Ender IO hàng gọi là hàng chuẩn hơn. Hàng gốc nó chuẩn hơn nhiều. Không có con nào có thể kéo được. Nghe hơi lạ. Những phần chơi trước á, có con rồng 50.000 giọt mà không kéo được nữa thôi luôn á. Rồi bây giờ chuẩn bị bay đi thôi. Dạ bộ đồ sao ta. Thôi chắc lên đồ under medium luôn cho nó khỏi hư luôn đi. Cho nó khỏe, đỡ suy nghĩ. Enchanting Library. Hơi bị mệt. Enchanting này làm hơi lâu. Enchanting Library of Alexandria. Level Capacity 31. Hết hồn liền. Nhìn công thức này trầm cảm quá. Thôi.
Park efficiency. Tiêu thất hay là fortune ta? Một trong hai cái sẽ được gắn đồ xịn. Tết magic bình thường, không có gì đặc biệt. Luôn. Yay! Hey. Cái này mới mệt. Ancient City. Đi qua bển swap. Nãy đang tính làm kia trước đúng không? Vậy đi kia trước đi. Đi kia trước này tính tiếp. Exception làm sao ta? Lát nữa về làm bác xếp xanh. Có không? Ý kỳ vậy. Ba lock away, one lock away. What happened? Nó thấy gì đâu? Platinum on the arc. Ủa sao nó không vô đây? Các ba cái đồ của bên kia nó rồi. Một lóc rồi, chỉ tầm bậy bạ rồi. Chỉ tầm bậy rồi. Ồ, có cái stone brick. Khoan, có cái stone brick. Vậy thì bức tượng đâu? Tây thiêu. Bức tượng đâu? Rồi hốt bức tượng luôn. Nghi lắm.
Thôi đi kiếm bức tượng khác. Tượng này phiền quá, dưới lòng đất mà tìm không thấy nữa. Tao mạnh tay quá, nhiều khi đi bức tượng luôn rồi. Có the statue đi. Cách đây gần 6.000 mét. Không muốn đi xa rồi mà cũng phải đi xa nữa, thiệt tình luôn á. Lại dướng cái cây. Chúng ta kiếm được một cái chỗ để nhảy elytra, nhưng mà đó không phải là cái mình cần. Mình cần là cái chỗ để chúng ta kiếm được bức tượng, nó nằm đâu đó bên dưới này rồi. Ô nữa. Năm mươi mấy. Sao lại là cái này nữa? Cái này lạ lắm luôn á. Có khoáng sản gì ra đây chân á? Khoáng sản gì tùm lum la, chỉ còn 5 ô nữa là tới bức tượng đúng không vậy? Rồi bức tượng đâu, bức tượng còn 3 ô nữa. Tám ô nữa, ok không thấy bức tượng đâu luôn. Này đang kiếm bức tượng để bấm mấy cái kia coi thử coi cái sức của nó có thể lên được tới đâu.
Tưởng này nhảm rồi. Nó chỉ đúng về phía này luôn nè, nhưng mà đâu có đâu. Mấy cục xanh xanh là cái gì? Mấy cục xanh xanh này hả? Mày có create mà liên quan gì? Tưởng nó cao lắm, nó bọc lại bằng stone brick thôi chứ, nó phải cục này. Bây giờ mới nói nó nhảm nhí rồi. Thôi đi ra. Đi ra. Kiếm có bức tượng không mà cũng không ra nữa là sao? Chắc phải đi xa thiệt quá. 8.000 mấy block away. Đâu ra rồi? Thiệt luôn á. 8.000 mấy block là đi đâu? Có ngôi làng kìa. Rồi cái cục waystone đâu? Đây rồi. Dù như bay qua chỗ này. Ê lộn, không phải bay qua chỗ này. Không phải bay qua đây. Lộn. Cứ bay lộn thôi. Có cần tiếp đón nồng nhiệt gì không? Tiếp đón nồng nhiệt thì chắc chắn là phải lấy rồi. Hết kinh nghiệm, không cho lấy. Cái compass chỉ tầm bậy. Nó đâu? Bye bye. Bây giờ đi qua chỗ khác. End portal kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Kiểm tra cái này nè. Cách 1500 block. Yeah. Đây là chỗ có ngôi làng ha, vẫn cách còn 1.000 block nữa. À, bay ngược lại ha. Để coi coi tin cái compass này được không. Chứ không thì không tin cái compass được.
Đây 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 đây. Cuối cùng cũng đúng được một cái. Đây là bức tượng Goddess Statue. Để làm gì? Để đổi mấy cái Spirit Up. Mình còn nhiều lắm. Mình bây giờ mình có chứa một mớ ha. Đổi Stamina Vessel. Rồi xong lắc luôn. Không cho đổi nữa. Kỳ vậy. Sao không cho đổi nữa? Không có được phép tăng lên nữa. Không. Nữ thần ơi, sao nữ thần chơi kỳ quá. Rồi đập bức tượng nữ thần về luôn. Bây giờ để coi coi. Này phải quay về nhà kiếm cái paraglider. Lấy cái chỗ nãy mà ta tele được á. Thôi bay lại ngôi làng đi. Thử coi ta phải lướt được bao lâu. Tháp rồi. Tháp bên kia. Nó có cái paraglider. Vô thử biết liền. À, hey, chuẩn bị. Tắt. Chuẩn bị cất cánh. Hey. Rồi nó là có 3 dòng. Rồi nó rớt kìa. Rồi nó kéo kìa thấy không? Vậy thì đang bay, lỡ như đang bay mà hết thì sao? Thì rớt chứ sao? Rớt như trái mít luôn vậy đó. Hết sức thì rớt. Glider này nó không có xịn ha. Mà nó chỉ glide thôi à, nó chỉ vậy thôi chứ nó không có thể nào mà nó phóng lên lại giống như Elytra được hết. Glider này có cường quá được không? Không. Này làm gì? Làm được cái đó. Cảnh dữ. Rồi, hết rồi đó. Ở đó mà lượng. Slow down, lesson. HP đã tăng hết cỡ rồi. Còn tăng gì nữa? Ở đây đổi HP, cái HP này là đi farm con Wither Skeleton, ấy lộn, farm con Wither Boss á. Là đã đầy rồi, nâng cấp rồi, xong xuôi rồi luôn, hết rồi, dừng lại tại đó. Không nâng được nữa. Rồi, giờ sao đây? Bây giờ sao đây? Giờ tăng lên được nhiêu đó thì cái Spirit Up là đồ bỏ. Hồn, chuẩn bị crash chưa? Nè,
người ta không có cho tăng nữa nè, thấy không? Hết cỡ rồi, maximum rồi. Bỏ đi. Tấm thân bất tử là làm sao? Odin level 5. Capacitor đâu? Rồi bây giờ mình sẽ có thể tách cường hóa ra một cái, chúng ta tách ra có mấy cái không cần thiết nè. Tách nhanh cái. Ok. Ồ, và blessing này. Khoan, tại sao nó chưa rớt ra? Tại vì chúng ta chưa có đúng. Phút đâu? Tách chân ra ngoài rồi. Gì vậy? Tới luôn. What? Tách đâu? Hay thiệt luôn. Phải quay qua bên kia đập sách nữa rồi. Mệt chưa? Tự nhiên phải qua bên kia đập sách nữa. Bây giờ tự dưng à, mất mấy cuốn sách luôn. Thiệt là nhảm nhí. Mấy cuốn sách có bài thẳng vô đâu không ta? Nó đâu có đâu. Đâu có chuyện đó. Mất luôn. Thật kỳ lạ. Không biết luôn. Không biết luôn. Làm lại. Ôm mấy cuốn sách à. Mà cũng ôm đi cho được nữa. Đăng nôn đâu có auto chứa cái gì đâu mà đăng nôn. Đăng nôn nó chỉ có cái này thôi. Cái này thôi. Nó đâu có liên quan gì đến sách đâu. Cái này cũng chẳng có một cái món gì để nó auto nó lấy hết. Ủa vậy thì nó lấy ở đâu? Tự dưng mấy cuốn sách bị mất một cách lãng xẹt. Hay là do bức tượng? Từ khi bức tượng này xuất hiện là có nhiều chuyện lạ lắm nè. Không hiểu luôn. Gì vậy? Bầu trời xanh lè. Blue Moon hả? Blue Moon hay cái gì đó rồi, cho nên bầu trời nó mới xanh lè như vậy. Nếu mà nói nó hủy là nói không đúng. Do vấn đề hồi nãy mình vẫn quăng một đống. Không sao hết. Bye.
Quên, cái này phải để bên kia. Chỉ có một miếng này. Con gì xuất hiện hết. Mana regeneration file. Mana boost for có giữ. Ấy. Sách bài đâu rồi? Nó bị kẹt đâu? Còn chỗ trên người mà. Hết hả? Hết nè. Kìa. Kìa. Rồi, chắc để load lại cái thử coi sao. À, giờ mình đã load lại và chúng ta... Khoan, chuyện gì vậy? Ta hãy kiểm tra coi điều gì đã xảy ra với những cuốn sách. Rồi. Mất thật rồi. Mất rồi. Sách mất hết rồi. Không. Thiệt, thua luôn. À, bây giờ ta làm này trước đi. Chúng ta sẽ bỏ cái này vô. Holding. Ấy xuống. Và nó lên 1.75 triệu. Arep. Bỏ vô. Lộn. Bên đây mới đúng. Đặt vô chổng cho tôi. Holding. Rồi bây giờ đi kiếm bò. Làm da. Blue Moon là đêm may mắn. Không biết may mắn kiểu gì mà không thấy may mắn đâu hết trơn hết á. Dạ đâu? Da đâu? Thả con ngựa vô không có da luôn. Ủa này nó không có lút tình hả? Ôi chàng ơi, nó không có lút tình hàng gì. Không có lút tình ông ơi. Lút tình tháo đem bên kia rồi. Quên mất tiêu. Có Benna đang bò lẫm ngẫm nè. Ôi, Benna bò mà cái đầu chỉ lên trời luôn. Hài. Rồi tạm biệt Benna luôn. Benna rớt thịt gà ta. Dưới vậy. Thank you.
lâu lâu gặp bất nó thiệt. Bất hay lắm, bất bất độ mà. Mà cái gì các bạn biết cái gì thú vị không? Đồ chế tạo ra có. Đồ chế tạo ra thì có, nhưng mà lại là thắc mắc ở đâu ra mà xuất hiện món đồ đó trong khi đồ tôi mất không ai trả hết, buồn ghê luôn. Thế là những cái chuyện mất đồ như là phải trả lại mới đúng. Chúng xin mở ra được ông già Noel đó, đúng không? Đồ á hả, kiếm được hay chế tạo ra được không ai hỏi. Ôi sao từ á hả, sao chế tạo đâu ra, cứ hỏi chế tạo đâu ra mà còn đồ mất không ai hỏi hết trơn hết á. Có đồ toàn là có người hỏi, mà không có đồ không ai hỏi hết trơn. Mất đồ không ai hỏi hết, mất đồ hả, ôi sao mất vậy. Vô sọt rác. Một, hai, ba, bốn. Bốn cuốn sách. Gì nữa đây? Mana Lesson Mending Nature Man dẹp. Fire Protection chẳng cần. Ghê không? Ok. Rồi, cái này không có gì, cái này không có gì. Ok, đồ bỏ. Godfork per mythic 23 cái. Flawless gem. Ta còn phải kinh vật sang đồ mythic nữa chứ bộ. Gì đây? Tobiko. Đồ ăn. Poison. Slow down your phone, feather phone link nè. Slow phone chứ. Là slow phone nhưng mà nó ghi là feather phone link ha. Netherite. Còn gì nữa? Có hết. Đúng hơn là phần chơi này là chơi tới khi nào không chơi được nữa. Bởi vì quá lắc.
Bây giờ chưa có làm gì nhiều nha. Làm gì nhiều lên cái thử coi biết liền nè. Bây giờ chúng ta đi khám phá là thế giới này cũng bắt đầu lắc rồi đó chứ. Phải không đâu. Thử làm nhẹ lên vài cái nữa coi. Rồi sẽ thấy. Fire immunity chứ không phải là lava immunity. Condemodium, bộ đồ. Cần phải có cái đồ này nữa. Meeting ha. Chúng ta đi coi thử coi cái đó có dễ không. Thắng qua lấy mẫu qua đền ấy. Anson City. Repurpose Anson City and không phải. Locate cách đây 1000m. Lên đường. Tại phát triển thêm một mớ nữa. Cứ mở bung bản đồ ra là tôi thấy mệt à. Đang chờ lót. Nó đứng ở đây luôn rồi nè. Đang lót. Rồi, lót ra cái coi, chưa xong mà. Chà, dùng gì mà ghê vậy? Cái là vậy đó hả? Lại toàn là mạng nhện không vậy? Không có cần tới lúc mà thấy nó delay 50 hay gì đâu. Mấy phần chơi on the mod trước là đã có kinh nghiệm rồi ha. Đã thấy rồi chứ phải không đâu. Oh yeah, nó đây. Có phải là Ancient City không? Cho cái đen nun này lên luôn. Còn chút đồ ấy. Gì vậy? Mắc cái thai ọt. Ba cái loại khoáng sản. Có những cái muốn dục đi luôn vậy đó. Thiệt. Đâu vô hỏi thăm sức khỏe coi. Ai vậy? Cái gì thú vị?
Chính xác là cứ lên phiên bản mới của vanilla là nó càng nặng hơn ha. Và mình đã xác định được Anson City. Anson City, bây giờ chúng ta sẽ phải thật là yên tĩnh. Im lại đi. Bạn đã tới nơi yên nghỉ của những linh hồn. Nhiều khi linh hồn không được yên nghỉ luôn á chứ. Chúng ta chuẩn bị nha. Thôi. Triệu hồi lên luôn đi thiệt luôn á. Ruin Book, ok, lấy Multi Shot. Instant Knowledge. Không chịu hỏi luôn. Really? Bye. Xong. Xong rồi đó, xong rồi đó. Xong rồi, giờ đi đặt cái waypoint. Giờ nó hết cái mù, cái darkness. Bóng đêm bao trùm đã hết. Chúng ta sẽ lên đây. Này có Deeper and Darker không vậy? Kiểm coi. Chắc có chứ, Deeper and Darker. Nó hú 3 4 lần để cho mọi người có thời gian mà hoảng loạn á. Anson City. Ok. Rồi có rồi thì về nhà thôi. Cho thời gian để các bạn hoảng loạn. Hãy hoảng loạn đi. À, các bạn có hoảng loạn không? Này gì vậy? Cái là chơi giùm con đi. Có tính sao ha? Ok luôn. Không giống đâu. Chúng ta xuống dưới múc một cái. Meo. Không múc thẳng được. Này nó hơi dở ở điểm đó. Hãy cho bản mod Experience Obelisk xài cho nó khỏe. Cho 3 cái đồ đó khó chịu quá. Bây giờ tôi phải về đây lấy keo ly nữa. Lấy cái này nè, Experience này nè. Ra đây mà cho nó rent một mớ. Bùm. Chuẩn bị Warden mất não. Rồi đây. Gà đâu? Không có con nào hết. Đang lúc cần gà. Có con nào hết. Chim sẻ nữa. Linh hồn lạc lối xuất hiện đây nữa. Cái na nữa. Archimedes này giống Enchanted sâu á. Cứ cần gà chứ không có cần mấy em này. Và vô đây con chim. Hiện nhiều con quá. Đây rồi. Cuối cùng cũng có con gà và bùm, happy birthday. Happy birthday, vui quá. Warden spawned.
Chúng ta đi về làm một cái spawner cao cấp. Gắn vô. Ủa cái này là cây creeper. Đừng có bậy. Bên đó là beach creeper. Đừng có bậy. Silverfish. Soul lantern. Imperator. Imperator. Gì nữa? Port. Một cái. Place. Một cái. Ở gì nữa, gì nữa? Gì nữa bên rồi? No AI đúng không? No AI. No player. Golden Apple. Đi làm cái con đuôi. Lút tinh còn xa lắm. Chắc lấy lút tinh ra. Không có xài Forest Food. Phần chơi này không có xài. Đây có chấm thủ nữa nè. À, dư chấm thủ rồi. Modular là cái gì? Modular router. Modular router chỉ chạy khi mình cho nó độ thôi, còn không là nó dừng, nó đâu có hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải gắn vô một cái đồ chơi. Ai nó vừa xuất hiện kìa. Nó nhanh quá, nó nhanh hơn mình rồi. Rồi bây giờ còn gắn vô, gắn vô, gắn cái này vô, kiểm tra, ok. Nhưng mà cái tầm xuất hiện này phải giảm thêm chút xíu nữa. Như đó chưa đủ tầm đâu. Tầm là 7, giảm còn 3 thôi. Ok luôn. Cái này là siêu thích. Warden, Warden. Bây giờ vô trong đó tháo cái... Wither Skeleton hình như nằm ở dưới. Wither Skeleton nằm ở dưới. Đúng rồi. Đặt cái này vô và nó sẽ bắt đầu chữ hồi Warden. Cái chữ con này nó hơi nhiều giọt ha. Ôi rất cái tim xanh luôn. Wow, rất cái tim xanh luôn. Ghê vậy, tim xanh có đổi tim vàng được không? Oh yeah luôn. Bộ mà hết thì... đâu rồi? Hết. Tim xanh này luôn nè. Tim lam chứ. Lục lam. Lên tới cấp độ này luôn, ngon lành luôn. Ôi! Ôi nó rất cái Eco Shack nữa. Wow. Ôi Warden, thật là sung sướng. Eco Shack không cần đi kiếm rồi. Nó phá gì được, nó no AI mà phá gì. Nó mất não mà. Rồi Warden Cham luôn. Eco Shack không cần phải đi tìm, nhưng mà là thuộc dạng hàng hiếm. Gì vậy? Fluid hả? Hoặc laser bay đào được luôn. Căng. Deep Dark. Phải đặt cái Deep Dark đào được luôn. Âm xâm 4. Ở gì đâu bản này đâu. Chỉnh luôn. Ok luôn. Rồi. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã bắt được em Warden về đây farm
và rớt ra cả Eco Shack cho mình luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây và các bạn trong những clip khác. Bye bye.